ông Trung bị chế nhạo về chuyển giao quyền lực hòa bình. Người dẫn chương trình Mỹ chế giễu ông Trump không thừa nhận thất cử, trái ngược với Thủ tướng Anh Sunak đã chấp nhận thất bại một cách lịch sự. Chương trình Morning Joe trên kênh MSNBC của Mỹ ngày 5 tháng 7 phát video cựu Thủ tướng Anh Rishi Sunak thừa nhận thất cử ngay sau khi kết quả sơ bộ cho thấy đảng bảo thủ của ông đã thua đậm trước công đảng đối lập. Nhắn gửi tới nước Anh, trước hết tôi muốn nói tôi rất tiếc. Tôi đã cống hiến hết mình cho cương vị này. Nhưng các bạn đã gửi tín hiệu rõ ràng rằng chính phủ Anh phải thay đổi. Ông Sunak nói. Bình luận về phát biểu nhận thua của Thủ tướng Anh, người dẫn chương trình Joe Scarborough nói, đó mới là chuyển giao quyền lực hòa bình. Ở Mỹ, chúng ta không làm được như vậy. Thực ra, vẫn có chuyển giao quyền lực hòa bình ở Mỹ từ cuối những năm 1700 tới năm 2020, khi ông Donald Trump từ chối làm điều đó. Chuyển giao quyền lực hòa bình như vậy sẽ tốt vì bạn đã thực sự để cử tri định đoạt. Đó chính là giá trị của nền dân chủ và cộng hòa lập hiến, ông Scarborough tiếp tục. Cựu Tổng thống Trump chưa bình luận về phát biểu của Scarborough. Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump không nhận thua trước đối thủ Joe Biden. Thậm chí tiến hành hàng loạt vụ kiện trên khắp nước Mỹ cáo buộc bầu cử gian lận và đòi đảo ngược kết quả bầu cử. Khi các tòa án bang và liên bang bác bỏ những cáo buộc này, Trump hô hào người ủng hộ đứng lên đấu tranh. Lời kêu gọi của ông được cho là đã góp phần gây ra bạo loạn đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Khi hai người tái đấu trong cuộc tranh luận do CNN tổ chức tuần trước, ông Trump lảng tránh câu hỏi ông có sẵn sàng nhận thua nếu thất cử năm nay hay không. Tôi sẽ làm nếu đó sẽ là cuộc bầu cử công bằng, hợp pháp và tốt đẹp, cựu Tổng thống Mỹ nói sau khi người dẫn chương trình hỏi dồn. CNN tuần này công bố kết quả thăm dò cho thấy chỉ 28% người được hỏi tin ông Trump sẽ nhận thua nếu thất cử năm nay. 71% người tham gia khảo sát hoài nghi về kịch bản này. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.